Mùa hè nắng nóng đã đến rồi và có một ly nước cam thơm ngon để giải nhiệt trong những ngày hè quả là tuyệt vời đúng không nào? Tuy nhiên, vắt cam bằng tay thông thường sẽ khiến bạn tốn khá nhiều sức, hơn nữa thì tốn nhiều thời gian và phần tinh dầu trong vỏ cam đọng lại sẽ khiến nước cam bị đắng, không còn thơm ngon nữa. Và trong trường hợp này thì một chiếc máy vắt cam sẽ giải quyết được hết nỗi lo đó. Vì thế mà trong video ngày hôm nay, Meta xin giới thiệu đến quý vị top 3 máy vắt cam đang được nhiều người tin tưởng sử dụng nhất hiện nay. Sản phẩm đầu tiên trong top 3 máy vắt cam ngày hôm nay đó chính là máy vắt cam Havley GS401, hiện tại đang được bán với giá 699.000 đồng tại meta.vn. Máy vắt cam Havley GS401 có công suất hoạt động mạnh mẽ lên tới 100W, giúp vắt kiệt cam một cách nhanh chóng và hiệu quả. Havley GS401 có thiết kế hình trụ, vỏ ngoài được làm bằng thép không gỉ, lưới lọc bằng nhựa cao cấp, kèm theo nắp đậy trong suốt để tránh bụi bẩn. Máy có chân cao su chống trượt hiệu quả, khi vận hành máy không kêu ồn, giúp bạn an tâm hơn về tuổi thọ và độ bền của máy. Các bộ phận máy có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Máy sẽ tự động bật khi bạn ép trái cây xuống và khi bạn nhấc trái cây lên, máy sẽ tự động tắt. Nước ép sẽ chảy qua bầu lọc vào trong ngăn đựng chứa nước ép. Bầu lọc sẽ giữ lại phần bã và hạt. Bạn có thể lấy nước ép trực tiếp vào cốc, cũng có thể gom nước ép vào trong ngăn đựng của máy bằng cách điều chỉnh vòi dẫn nước. Để tối đa hóa lượng nước ép từ hoa quả, hãy ấn quả lên trên phễu vài lần. Và sản phẩm đứng thứ hai trong top 3 này đó chính là một chiếc máy vắt cam đến từ thương hiệu Philips, một thương hiệu rất nổi tiếng trong việc sản xuất đồ gia dụng, nhất là máy xay và máy ép. Đó chính là máy vắt cam Philips HR2738. Vậy thì nó có đặc điểm gì nổi bật? Hãy cùng khám phá nhé! Với máy vắt cam Philips HR2738, từ nay công việc chuẩn bị nước ép cam của các chị em trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Máy chạy điện có thiết kế nhỏ gọn với lớp vỏ bên ngoài được làm từ nhựa cao cấp nên vừa rất hợp vệ sinh, vừa tăng độ bền cho sản phẩm. Sản phẩm giúp vắt kiệt được nước trong quả cam, loại bỏ tinh dầu ở vỏ cam, giúp nước cam không bị đắng như cách vắt bằng tay. Máy vắt cam Philips thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, có thể thích hợp dùng để vắt lấy nước các loại trái cây khác như quýt, chanh, bưởi. Dung tích ngăn đựng nước ép của máy là 0,5 lít, giúp chứa được nhiều nước cam hơn mà không phải đổ nhiều lần. Philips HR2738 hoạt động với công suất 25W, có thể tự động đảo chiều giúp cam được vắt kiệt hơn. Máy thiết kế đơn giản với một tốc độ, bạn chỉ cần cắm điện và bắt đầu vắt rất dễ dàng. Máy vắt cam Philips HR2738 có bầu lọc ngăn hạt và lược xác cam nên đảm bảo nước cam sau khi vắt không còn sơ cam nữa. Dưới thân máy còn có đế chống trượt thông minh giúp máy luôn được cố định trên bàn nên việc vắt cam sẽ dễ dàng hơn. Và sản phẩm cuối cùng mà Thu Phương muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là em máy vắt cam Therus TF1392. Em này thì có giá rất phải chăng, chỉ 289.000 đồng ở thời điểm hiện tại. Máy vắt cam Therus TF1392 được làm từ chất liệu nhựa cao cấp, không độc hại, là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình. Với dung tích lớn 0,7 lít, máy sẽ vắt được lượng nước cam đủ cho 2-3 người. Therus TF1392 có thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng. Công suất của máy là 40W, giúp việc vắt cam trở nên dễ dàng và nhanh gọn hơn nhiều lần so với vắt cam bằng tay. Máy vắt cam có thể xoay 2 chiều khiến cam được vắt kiệt hơn, giúp bạn thu được nhiều nước cam hơn. Thiết kế đơn giản không cần nút bấm, bạn chỉ cần nhấn tay xuống để bật và nhấc tay lên để tắt máy. Khay lọc có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh, làm sạch, có thể tiếp tục sử dụng cho những lần sau. Chân đế chống trơn trượt hiệu quả. Như vậy là Thu Phương đã giới thiệu đến các bạn top 3 sản phẩm máy vắt cam đang được ưa chuộng sử dụng nhất trên thị trường. Và nếu như các bạn muốn mua máy vắt cam tốt chất lượng thì hãy truy cập vào website meta.vn hoặc là liên hệ tới hotline tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Xin chào và hẹn gặp lại!